Xin kính chào toàn thể các bác đang đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Thắng Audio bên em là chuyên các sản phẩm âm thanh hàng nội địa, hàng Anh, Nhật, Mỹ, Đan Mạch. Và trước mắt các bác đang là một lô dòng loa Onkyo D502 dòng Bookshelf dành cho các bác có diện tích vừa phải và phòng riêng. Và một bộ em đang ghép là có 502A dòng Bookshelf nhỏ nhưng mà rất là chất và có võ. Em ghép cùng con Pillar AI7. Một bộ combo như thế này các bác nghe cực kỳ là chất, mà tầm tiền thì quá là bình dân, chỉ có 10.300.000 một bộ combo. Các bác có nhu cầu sở hữu một bộ combo hoặc riêng lẻ, alo cho em theo số 098 369 8887, số 67 ngõ 225 phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai. Em xin mời các bác thẩm âm và nghe nhạc. Đôi 502A cực kỳ chất. Con này thì với cái diện tích thì cao của đôi này là dòng Bookshelf là 47 cm và sâu của nó là khoảng 30 cm và mặt ngang là 28-29 cm. Xin mời các bác thẩm âm và nghe nhạc. Đôi này có trở kháng là 6 ohm 150W một chiếc. Đôi này nặng gần 20 cân, nó rơi vào tầm cỡ khoảng 17-18 cân. Bây giờ từ một đoạn
rất là chất và vừa tầm tiền. Các bác có nhu cầu sở hữu một bộ combo em vừa báo giá xong là 10.300.000. Các bác có nhu cầu alo sớm cho em 0983698887. Rất là cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh YouTube của Tàng Audio.